Khoảng 12 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại giao lộ đường 3 tháng 2, Lương Thế Vinh, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe tải mang biển kiểm soát 68C00563 và một xe đạp điện do một nữ sinh học trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi điều khiển. Theo người dân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe tải đang lưu thông qua giao lộ với tốc độ chậm. Nữ sinh điều khiển xe đạp điện trên đường 3 tháng 2 theo hướng từ Rạch Giá về Gạch Sỏi, do không làm chủ được tốc độ đã va chạm chiếc xe tải. Cú va chạm khiến xe đạp điện bị hư hỏng và kẹt dưới gầm xe tải. Nữ sinh điều khiển xe đạp điện văng xuống đường, bị thương ở phần mặt và được người dân tại hiện trường đưa đi cấp cứu. Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát giao thông thành phố Rạch Giá đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phân luồng và điều tra xử lý vụ việc.